đã bệnh nữa đó. Dạ. Dạ. Các nhà lại sửa lại đủ tí bệnh rồi xong. Hôm mới cắt mấy giò vừa xong về thì tới tôi luôn. Ừ. Bước ngang được nước chợt. Khổ quá nha. Nó chợt đập ngang luôn cái sách này đập lên luôn cái mình luôn á. Ừ. Xui chịu biết nói gì. Cái số mạng mọi người. Anh có buồn lắm không? Buồn bã lắm mà, cũng gan mà chứ sao sao giờ ai lo cho mình. Ừ, là dính nữa nè. Rồi, bắt cho đi anh. Thật ra đây nói với mọi người á thì thăm cũng khá là nhiều cái, nhưng mà để tiết kiệm lại thời gian á thì cái nào dính á thì Bùi Hồ sẽ quay cho mọi người xem cho nó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì theo cái hành trình của mình, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Quầy, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Thì theo được giới thiệu của cậu Hoàng, gọi là cậu nhưng mà vai với ở xóm với ở gần nhà với Bùi Hồ nên gọi là cậu, thì hôm nay thì cậu có giới thiệu một cái hoàn cảnh mà khá là éo le. Nhà này thì sao cậu? Còn nó cũng khổ, nó được gặp nuôi bà già già với vợ nó bị bệnh có giấy tâm thần nó khổ, vợ thì tâm thần, còn mẹ già với lại thì anh thì hàng ngày thì nghe cậu kể là anh còn này chuột hả? Đi đặt chuột mà nó đặt không có điều điều, nó bị bệnh rồi nó đặt không có được, bữa nào cũng đặt, đặt bữa đặt bữa nghỉ. Dạ, thôi bây giờ cậu dắt con dẫn con vô nhà đó nghe. Dạ. Mọi người có thể thấy gờ gõ cái ngôi nhà thì được lợp bằng cái máy, ở trên là máy máy thiết nè. Ở nhà thì nền gạch, rồi ở dưới này thì trước khi vô nhà thì Bùi Hồ thấy được những cái dụng cụ bắt chuột của anh còn. Đây là những cái dụng cụ mà anh bắt chuột nè. Còn đây là gì cậu? Đó là lụm gắn, là gắn bẫy gắn ha. Rồi vô con thấy nhà. Dạ con chào, con chào bà. Dạ hôm nay con đến đây là còn chị này là sao vậy bà? Ở xóm rồi. Ờ còn gì mới ở trong nhà? Bà là mẹ của anh còn. Mẹ năm nay bà nhiêu rồi bà? 75. Dạ còn vợ anh còn đó bà? Vợ nó đi chơi đi bằng cái ba chồng ớt chồng đồ cho má chăng là. Ờ, đó. Nghe nói vợ anh còn bị bệnh hả? Ờ. Anh đi chế hay sao mà nghỉ sáng qua trường. Anh còn ha. Còn vợ anh còn. Vợ còn thì đi mặn vậy, ngày nào cũng đi mặn kiếm tiền thêm. Ngày ngày được nhiêu tiền bà? Ngày trăm mấy không biết. Anh còn ơi. Anh còn ở trong hả? Ờ. Bà năm nay 75. Ông thì mất hả bà? Mất lâu rồi. Anh còn mặt chuột gì ngày khoảng nhiêu tiền? Cũng hai vài 300, 200, 100 có. Tùy ngày. Anh còn nghe nói, nghe cậu nói là anh còn bị gãy ba sườn hả? Anh còn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi rồi. Em 47 tuổi rồi. 47 hả? Đây là giấy của chị đó hả? Ừ, đi xuống. Dốt về hết trơn cái nhà ha. Đây là sổ hộ nghèo. Hộ nghèo hả? Dạ. Nè anh cầm giấy này đi. Còn em cầm cái này cho. Này là gì? Không phải. Anh không biết chữ hả? Anh biết chữ không? Dốt hết trơn rồi. Ở gia đình không biết chữ hết hả? Nghe nói chị có giấy hả? Có giấy, có. Sao mình dừng nhừng mũ bạc nghe anh con? Mưa dột. Mưa dột mình không có tiền thay thiết hay sao? Không tiền thay thiết. Nóng lắm không anh? Ồ, tất cả mọi người thấy đều dừng bằng những cái miếng bạc á, những miếng bao nè. Nhà thì vách nục những cái này tạm bợ đó. Mướn người ta kêu bằng. Thật ra thì anh còn chứ. Còn. Anh còn không có biết chữ. Giống biết chữ. Mẹ con giống con. Được anh với chị có mấy người con? 6 người con. Mấy người kia bằng sao? Vợ chị thì tâm thần. Ừ. Tâm thần lúc trước mình có đi điều trị đâu không? Có với ông bầu với. Đây. Chị tên Thơ phải không? Ừ. Giấy chứng nhận khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ. Mức độ khuyết tật là nặng.
Thì bây giờ như thế này, em quay một cái hoàn cảnh của anh như thế này thì anh, cái công việc hàng ngày của anh là đặt chuột hả? Đặt chuột. Ờ, chiều nay anh có đi đặt không? Có, làm được bữa cũng vài trăm, 100, 200 à. Sáng nay thì anh đặt được mấy ký? 3 cái mấy chuột. Là khoảng bao nhiêu tiền anh? Được 300 gửi. Cái công việc của mình làm xuyên suốt không? Đừng lấy gai, có hết đồng này đi đồng kia, lấy gai vậy đó. Ừ. Thu nhập gì đủ sống cho cả gia đình mình không? Được, cũng bữa được với không. Anh với chị thì có mấy người con? À, đứa con gái mà. Dạ, bé mấy tuổi anh? 16 tuổi rồi. Có được đi học không? 5 tuổi à. Có được đi học không anh? Có. Là chị không biết chữ, anh không biết chữ luôn. Dạ biết. Dạ biết chữ nhưng mà giờ chị thì bị bệnh ha. Ở chiều nay khoảng mấy giờ anh đi đặt chuột? Cả 1 giờ. 1 giờ đặt chuột rồi mấy giờ anh sẽ thăm? 8 giờ. 8 giờ tối mình á. 8 giờ tối mình đi thăm chuột. Thì tối nay em sẽ theo cái hành trình của anh nha. Thì hôm nay thì đến đây hoàn cảnh của nhà anh còn như vậy. Thì để xác thực cái thông tin thì mình với anh còn chiều nay sẽ đi đặt chuột và đi thăm chuột cùng anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Có gì chiều nay em sẽ quay. Cô bác quý anh chị, sau một thời gian tìm kiếm cũng khá là vất vả thì mới thấy được chiếc xe của anh còn nè. Thì đây là những cây bẹo để mà anh có thể biết được những cái bẫy này nó đặt ở nơi đâu. Thì bây giờ anh gửi xe ở đây thì anh đặt ở ngoài kia khá là xa. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ vào trong đó cùng với anh để xem anh đặt chuột là như thế nào nhé. Nói chung là cũng xa lắm, bây giờ phải đi chân không nè. Anh thì đặt ở ngoài Mỹ quần đằng kia thì không biết là như thế nào, nhưng mà nghe anh tâm sự là có một trứng vịt. Ôi lụm được một trứng vịt nè. Ngon lắm luôn á. Mày vậy ta? Ô, đây một trứng nữa. Ô. Ủa, sao đây nhiều trứng vịt vậy? Ô. 3 trứng nè. Ô. 4 trứng vịt nè. Trứng này bể à. Trứng này bể nè mọi người. Ủa. Ở đây trước đây là chắc giống như là một cái bãi vịt của người ta á. Lượm được 3 trứng luôn. Ôi, may vậy ta, 4 trứng, ôi nhiều lắm. Ở đây nữa, 5 trứng, ôi nhiều lắm. Bây giờ mình phải tắt máy, mình kiếm cái bọc gì đó mình đựng. Ôi, lụm được 5 trứng vịt luôn nè. Lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ mới lụm được nhiều như thế này á. Ôi, chắc đây là một cái bể người ta dùng để cho vịt nghỉ vào buổi tối á, nên tự nhiên đi một đoạn mình không nghĩ là mình lượm được nhiều như thế này. Đây một trứng nữa nè. Ôi dồi, mình những cái trứng vịt như thế này mình không lượm thì nó sẽ bị hư á. 6 trứng nè, nhiều ghê. Ôi đây trứng nữa. Ôi trứng này nãy mình coi rồi, người ta đã dở ra đây rồi, nó nằm nữ ra là đây một trứng nó chìm ở dưới nước nữa nè mọi người. Đó. Ôi ghê. 7 trứng nè. Ôi lụm nhiều quá. Anh con này còn đợi mì trong kia. Đâu rồi ta? Ôi nhiều vậy ta? Ôi mình thấy ở đây nó trứng vịt nó nổi lên như thế này luôn nè. 8 trứng nè. Cái bọc này mình mới vừa lấy được luôn á. 9 trứng nè. Trời. Có bội thu ghê luôn á. Ôi không ngờ bữa nay may mắn khi đi ngoài đồng như thế này lượm được khá nhiều trứng vịt. Bản thân mình thì cũng không ngờ là tự nhiên đi vô đồng lượm được gần cả 10 trứng vịt như thế này. Ôi may mắn quá. Tại vì anh còn thì cũng còn xá ngoài ra khá ngoài xa đằng kia. Giờ đi vô anh còn Mỹ trong kia thì anh cái việc mà anh còn đặt cái bẫy chuột á là khoảng tầm 1 giờ, thì Bùi Hồ đi cũng hơi trễ nên anh đi sớm vì cái công việc của anh nên Bùi Hồ phải kiếm khá là vất vả. Thì tối nay tầm khoảng 8 giờ tối thì anh sẽ đi thăm bẫy chuột của mình. Bùi Hồ cũng sẽ theo cái hành trình của anh. Em lượm được 8-9 quả nè.
Dạ. Anh hả? Đây là lượm bữa đó mười mấy hộp vịt á. Em lượm được 9 quả. Vậy là khi quên 9 quả đi. Dạ. Anh mỗi một ngày như thế là anh đặt bao nhiêu cái gặp như thế này? 300 cái. Dạ. 300 cái thì bữa kiếm được 150, 200, 500 không chừng. Cái địa điểm đặt là anh thường đặt ở đâu? Cái đồng tay bên cắt gì là đặt, đồng đốt gì là hai ta ăn không có bị bệnh chuột á. Dạ. Còn cái đồng mà đang xe, cái lúa mà đang xạ không dám đặt. Là mấy giờ anh đi anh còn? 8 giờ tối. Anh đi đến mấy giờ về? 11 giờ. 8 giờ tối là mình đi dở gặp hay sao? Đang tới thăm á. Đi thăm ha. Tới sáng 3 giờ dở nữa. Ồ, lúc nãy thì em điện cho anh thì anh đã đi rồi. Hiện nãy giờ anh đã đặt được bao nhiêu cái rồi? Nãy giờ đặt được cũng 6 mấy cái à? 6 mấy cái hả? Ừ. Mình đặt cái quãng đường nó xa không anh? Xa, 6 mấy cái cũng vừa tới chừng đó đó. Ồ vậy hả? Nghe nói là trước đây thì anh đặt gặp thì anh đi trật cái bờ mẫu như thế này. Cái anh bị gãy ba sườn. Bờ mẫu đan á. Dạ. Đường đạn nó lật cái gạch ra cái nó trúng vô trong cái cạnh bên sườn cái 7 cái. Cái 6 gữ đó. Mình có mồi gì không anh? Không. Này là thấy không? Chỉ thay gà cái. Rồi sao mình nhớ được hết những cái gạch ta? Nó được gậy cà trắng ngay đó. Cà là cái gạch. Rồi có khi nào người ta thăm của mình không? Có chứ. Đêm đó bị gì đó bị lấy mấy chục cái. Bị lấy hả? Ừ, nhờ mua gặp ghẻ lại bạn nó sang lại cho mình, nó nghỉ làm á. Cái mình đặt cái tiền sống là gai. À, như thế nào mình để biết dấu hiệu là có chuột? Đường gầy nè, đường gầy chạy ra. Mình thấy mấy con chuột nó chạy chỗ này hả? Ừ, đường gầy vậy đó, nè, cái đường gai nè, gai vậy đó. Chứ bình thường, người bình thường đặt cũng đâu có hả anh? Có mà ít, như người ta đặt cũng số lượng nhiều cũng như mình vậy đó, cũng 4-5 cái vậy đó. Dạ. Thì đặt số lượng nhiều thì theo dõi con chuột đi ra đường nào cái mình bắt nó ra. Ừ. Chứ ai cũng kiếm cái đường sống. Dạ. Ngoài đặt chuột thì anh còn làm cái công việc gì nữa không? Không. Lần rồi gặt lúa giờ nghỉ à. Ồ vậy hả? Bỏ gặt lúa rồi nghe thấy mình lớn tuổi thì đặt cũng nổi mà cái giò nó bị khớp bị chỉ điểm á, họ bị té. Dạ. Thì cái bị bung căng bị chỉ điểm. Chỉ điểm giờ cái đặt chừng 3 ngày cái nghỉ 2 ngày. Ừ. Mỗi ngày thu hoạch gì tiền chuột bán anh khoảng bao nhiêu tiền? Có 100 gỡ. Ừ. Trong ngửi rồi làm 3 ngày làm 1 ngày nghỉ 2 ngày hả? Ừ. Thì làm liên tiếp thì nó nhất chịu không nổi. Dạ. Ở sao cái quãng đó em thấy nó gần quá, còn quãng này em thấy nó xa. Nó không đi hả? Lúc nãy em biết anh đi rồi, em có công việc. Có gì chút xíu nữa tối nay khoảng khi nào đi anh điện cho em nha. 8 giờ điện là ngay chỗ cái xe nó đó. Dạ. Em sẽ đi thăm cùng anh. Vui lắm. Vui không? Vui. Lúc nãy anh đi là lúc 1 giờ. Thì mấy giờ anh về? 5 giờ về hả? Rồi nghỉ ngơi rồi 8 giờ anh đi nữa hay sao? 8 giờ ăn cơm nữa rồi 8 giờ mới đi nữa. Dạ. Đêm mà trúng nhiều nhất là khoảng bao nhiêu ký anh? Trúng 7 ký. Ồ vậy ha. Nhưng em thấy đây là một cái đùng chuột này, biết nè. Cái đùng chuột nó chạy ra. Mình đặt như thế này, buổi tối mình đi thăm là lý do chuột nó đi ăn hay sao anh? Nó chạy loạn. Kiếm nước bơm. Dạ. Kiếm chỗ khác, tú ẩn mình đón đường nữa bác. Nó biết cái gặp của mình không mà tại sao nó lại chạy vô? Nó đâu biết đâu. Nó biết nó còn sống mà nó không biết nó mới chết á. Gặp cái gì là anh chụp bên đây chạy qua nè, bên kia hai bên kia chạy qua em chừng nữa. Ừ. Tại sao mình không đặt ngược lại gì anh? Không có được. Ngược lại con chụp nó trong hang này nè. Dạ. Chạy qua đó nè. Ồ, mình phải biết hướng nó đi ha. Đi còn thua nó. Thua nó hả? Ừ. Tại vì nó rút vô qua chỗ cao mà. Dạ. Anh đi đặt như thế này tối anh có gặp những cái chuyện mà nhiều mà đâu có đâu. Có không? Đây là trong đồng. Mà
tối nay mưa sao anh? Mưa hỏng, mưa hỏng thăm hả? Quá sáng luôn. Sáng cũng nằm cái gì đó. Vô gì nằm gan đó đó. Ồ vậy hả? Chết nó nhiều. Chết gắn rẻ mà đang á. Dạ. Chết thì mình không có giá. Trước đây vốn đầu tư của mình là nhiêu anh còn hả? Cái này gặp này có 2 triệu mấy à. Hết luôn 2 triệu mấy. Anh làm cái công việc này lâu chưa anh còn? Hồi lúc đó còn trai chưa vợ làm nghề này là tại vì nghề này nó vốn nhẹ mà lại nó khỏe mà. Vốn nhẹ mà là khỏe ha. À như không khóa thì như nhiều lắm. Tại khóa quá rồi chịu không nổi. Như đường thường thì không khóa đó. Như hồi lần còn ấy khỏe đi đường xa làm đi cũng cái triệu mấy. Ồ vậy hả? Ừ, từ ngày bệnh giờ đâu đi xa bữa nghỉ đâu tặng lấy. Dạ. Ôi thương quá. Thầy đi xa quá cái mình bị thương nè. Đi xa cái động thương thương cái quen nó. Dạ. Đến các nhà lại sửa lại đủ tí nên bệnh rồi xong. Hôm mới cắt mấy giò vừa xong về thì tới tôi luôn. Bước ngang đường nước chợt. Khổ quá nha. Nó chợt đập ngang luôn cái sách này đập lên luôn cái mình luôn á. Xui chịu biết nói gì. Cái sức mạng mọi người. Anh có buồn lắm không? Buồn bã lắm mà cũng gắng mạng chứ sao vậy? Ai lo cho mình. Giờ cũng gắng mạng lê ra lê ra. Thì vợ mà tự nó sống thì mình mà lo gia đình. Thì giờ đâu chết ai chứ mạng mình vậy à. Thấy buồn quá. Bây giờ mình sẽ đặt đến đâu anh? Đặt đi hết sách luôn, đi theo đường nước. Là vô Mỹ trong kia luôn. Mỗi ngày là anh đi bao nhiêu km vậy? Phải tới 10 cây số. Có 10 cây hả? Xa quá, xa. Xa này cái xa. Vậy 8, tối nay 8 giờ mấy anh em mình đi nữa nghe. Cô bác quý anh chị thì nguyên một cái con kênh như thế này thì anh còn phải đặt hết cái vỏ như thế này đến ở trong kia luôn. Bùi Hồ cứ đi theo mảng nhưng mà không có quay được tại vì thước phim mà đặt thì nó cũng không có gì hay lắm nên thành thử là tối nay 8 giờ hai anh em mình đi ngang. Thì tham bắt biết chuột không ta. Dạ. Người lắm. Dạ. Chuột chạy với anh rỡ mà đi 40 người lắm. Dạ. Cái gặp chuột anh mừng anh nhảy lưng toàn là toàn. Thương quá. Nước này bơm đêm nay lúc này đêm nay chỉ lặng lặng đêm nay cả chục ký. Ồ vậy hả? Ba cả chục năm ký. Mình biết luôn hả anh hả? Tại con chuột nó bơm nước này là nó lúc hang nó chạy hang mà hóa được. Ôi, à, thời điểm này là gần 8 giờ cô bác quý anh chị và mình cùng với lại anh còn sẽ đi vô với lại mấy ông chú này cũng khá tò mò khi mà cùng anh đi vô thăm cái những cái bẫy chuột mà anh đặt lúc chiều. Mỗi ngày thì anh sẽ đặt vào, anh sẽ thăm vào 2 lần. Một là 8 giờ, lần thứ hai là 3 giờ hả anh? Vậy tính ra là nguyên đêm anh không có ngủ rồi. Được mấy tiếng à? Anh 8 giờ mình thăm khoảng đến mấy giờ mình nghỉ? 10 giờ. 10 giờ ha. Bây giờ mình bắt đầu hành trình của mình nha. Ừ. Dạ. Hôm nay thì có được một cái máy như thế này nè. Máy cầm tay nhỏ gọn như thế này là một cái món quà rất là đặc biệt của bạn Phong Bụi gửi cho Bùi Hồ. Chứ anh gọi cho em có hả? Đây đây cái máy này nè. Đã lắm luôn á. Rồi đi. Trời ơi cái con bồ hông nó bu nguyên cái chân luôn nè. Ghê quá. Đi mình như thế này khi mà không có tụi em đi theo á có buồn lắm không anh còn? Quen rồi hả? Nãy giờ có anh mình đưa đây đi qua được bao nhiêu cái rồi? 14 cái. Dạ yeah, hả? Còn xa không anh? Còn xa ha. Đâu cái bẫy của mình đâu anh còn? Ờ đây ha. Không có. Anh nhìn sơ sơ là anh biết có hay không hả? Quá vụ này mới mà bữa nay mà tiêu ta
Hết thu hả? Đói thiệt hả? Rượu đặc có nước không? Đâu rồi? Cái bẫy mình đâu? Ồ đây hả? Dính hả anh? Đâu? Ồ đã. Anh tí chị tí. Rồi anh gỡ nó ra đi. Sao quá? Đâu? Ồ một một chú. Tưởng đâu mấy anh em mình đêm nay thất thu ha. Dạ. Gặp nhiều lắm ghê thất nó. Vậy hả? Ít nhất cũng cũng khoảng vài chứ. Vài chục con. Chắc nhậu chắc đủ đủ ha anh. Phải nhậu. Nhậu là chắc được. Đây là Mr. Tấn. Cái đèn này sáng ghê luôn á. Đói. Có không? Đói rồi, đói rồi. Hả? Đâu? Ôi, được con nữa rồi, hai con. Chưa đói đâu. Tới chưa? À, rồi. Rồi. Mấy nhậu thiếu chai. Vui nhất là khi có ú không à, còn mình này ú rồi. Ú không thấy cái chuột heo ú không? Mới ú rồi. À gần mấy cái này ha. Đâu, cái gọng mình. Ờ ba cây. Đặt đâu có màu hả? Vậy. Cày tờ cầu chạy cho mấy. Cầu chạy ha. Ờ anh chịu anh đặt hay giáp cái khu này ha. Giờ này em vô cái cũng vô rồi. Đâu phải nè. Đâu đâu, hai con luôn đó. Đâu, hai con luôn. Ồ, cái một hai con luôn hả? Hay ngay mi hang nè. Ừ. Đã trời. Đã ghê không? Chuột dành khè ha. Ừ. Ốm, ốm chuột thì ốm thôi. Hai con vô lượt luôn. Đó đang con nè. Ồ. Đi ăn hả cưng, cầm lên anh tắt, cầm lên. Mày khá tí. Cầm lên coi chừng nha. Thật ra là mấy cái clip này đi trải nghiệm cùng với lại anh còn này thú vị lắm, nhưng mà nói chung là vất vả lắm anh còn. Chiều thì 3 giờ anh phải đi. 1 giờ anh đi, anh đặt đến 4 với 5 giờ, 8 giờ đi thăm. Đây nữa nè, phải không? Không có. Không có. Ủa sao mà nó đặt ngay hang anh? Không có. Con. Này dính nè. Nè hai con nữa nè. Ôi hay trời. Nè. Vô cặp vậy đó. Anh đặt chuột năm nay đó là bao nhiêu năm rồi anh con? Mấy năm. Mấy năm làm nghề này thôi. Ủa sao mà cái gặp nó như con đồng nó vô nó không bật sao mà dính lượt hai con ngọt hay vậy? Con vô lượt một hai. Hai con vô lượt một á hả? Chắc hay quá. Nó lũ đi chơi á. Thường thường là dính các con đực con cái hả? Đây một cái heo đó nó bắt cặp. Rồi ở đây cái ở đây cái ở đây là chỗ nào ta? Thì hai đứa này ngồi đó. Ở đây mọi người thấy gần cái khu này là khu mộ á. Ừ. Chơi dính không? Ngon. Đâu? Gắn mối, gắn mối, gắn mối luôn. Ồ, đặc sản đấy nha. Gắn mối này mình làm món gì ăn anh? Nướng. Nướng hả? Nướng ngoại. Không, nó mối đặc sản này ngon lắm à. Hay quá. Bây giờ mình cũng cả chục con rồi hả? Mấy con à? Chục à. Chục này ốm. Chục này luộc cơm mẻ ngon nè. Mẻ, có người luộc mẻ hoài. Đâu cho em gọi vô được mẻ bao ngon. Nhiêu con không? Nãy giờ cũng cả chục à. Anh mình dòm gì dòm hồi sơ không thấy anh Tấn. Dưới này một con nữa nè, hay quá ta. Vô rồi là ngon. Bây giờ chuột bây giờ bao nhiêu tiền một ký anh? 50.000 ký. Một đêm vậy thì anh thu nhập là khoảng bao nhiêu tiền? Trăm mấy. Ồ vậy hả? Đâu, giác quẩn. Rồi tới đâu nó đâu. Đi lại kia nha mọi người. À, hết cái đồng này mà họ sợ lúa lại thì anh đâu có đặt được hả anh con? Nghĩ thì lúc đó thì anh sẽ làm cái nghề gì? Đi vòng vòng hoài hả? Ừ. Cũng vất vả quá. Dạ. Rồi. Đâu? Nhỏ. Ôi, chuột bây giờ chuột lứa không anh hả? Đói. Đói rồi. Bình thường như thế này thì nhiều không anh?
lứa thì bự nhiều hơn lứa. Không, ý em nói là nãy giờ đi thăm khoảng 50 cái á, bình thường như thế này là nhiều chuột không? Nãy giờ thất thu rồi. Anh cứ than là thất thu hoài ha. Đấy, đây thì con thật giá. Nhìn cái đèn đã ghê luôn á. Chứ sao cái gọng cái lợp nó lật hả? Lợn chuột nó chạy sao đứt chạy là tới cái gì? Trước giờ cậu có thường điên gì không cậu? Hả? Dạ thì có. Chuột đặt thì biết mà dụng hơn mà sao nó chạy tới. Ừ, quá thì mơ ha. Tao đặt cái nào từ rác luôn, tao lên cái gì luôn. Ừ, là dính nữa nè. Rồi, bắt cho đi anh. Thật ra với, nói với mọi người á, thì thăm cũng khá là nhiều cái, nhưng mà để tiết kiệm lại thời gian á, thì cái nào dính á, thì Bùi Hồ sẽ quay cho mọi người xem cho nó dễ, cho nó cảm thấy thích thú khi xem. Đi buổi tối vậy anh có sợ sợ ma không? Ma bọn gì tặng luôn. Ma phải đi. Quay đi gặp ma vú ha còn. Đầu mệt bắt đầu. Cái gì thôi đó. Đây nè, đây nè, không dính. Chạy không anh? Dính nữa vậy? Nhỏ không? Bị được chị, chị ăn mới mềm đó. Vị ngon lắm. Mày đi thả, mày nấu em nó cháo tao ngọc cự tao lăn. Dạ. Chuột mà nó cháo tao cự không? Chuột này thì mình làm món gì ngon nhất anh? Đấy. Nướng hả? Được luôn. Chắc nó chạy đó hả anh? Dịch nó quậy. Dịch ếch nhảy. Nó đụng cái cây gài đó ha. Rồi đi đường nào nữa anh còn? Đó là nãy lúc dứt. Mắc cặp cái gì? Không lẽ lôi luôn cái gặp rồi. Mày vô lấy mấy. Đâu? Bị lấy hả? Lấy hả? Đó. Dính rồi đó. Dính rồi, dính rồi. Vô. Hay quá. Rồi. Thật ra thì mỗi con chuột gì thì giá không bao nhiêu tiền, nhưng mà mình dính nó mình thấy ham ghê á. Gặp nó cũng ham ham. Ham hơn. Anh làm cái công việc này có ít mà. Gặp đây đâu? Mấy dây đó nghe ta rồi. Đâu? Không dây thấy. Thôi đi đi. Ủa sao mình không thăm đường đó nữa? Đây, không còn. Chết. Bên đây. Thăm gọi ông nội. Có không? Không có hả? Nãy mày tới đây nào mày thăm rồi. Thánh thằng đâu chờ. Không đi có hết cờ đó cái gì đó. Hết cờ luôn hả? Cái này hết cờ không? Có nhiều mà. Còn gặp này vậy gặp nào? Gặp mình đâu? Bùi Hồ cũng sẽ kết thúc video clip này tại vì số lượng gặp của anh thì rồi, chúc anh đi vui vẻ nha. Hôm nào mấy anh em mình gặp lại. Rồi bye bye, cảm ơn tất cả mọi người, cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại. Ôi cậu Út ơi là cậu Út. Rớt chiếc dép trời. Thiệt tình mấy ông cậu luôn á. Vô em ơi vô. Nửa đêm quay clip mà ông đi kêu lụm dép cho ổng. Ông rớt dép tôi, ông rớt cái gì cái mảng thì rớt dép là làng. Mà chiếc dép lào nữa. Lên coi cho quay coi. Ghê thiệt, hậu kỳ vui vẻ.